Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút mọi toàn bộ ROM custom và ROM stock của Sony nếu các bạn đang lock loader, rút vĩnh viễn nha, chứ không phải là rút tem và rút đâu. Đây các bạn nha. Nó sẽ tạo ra cái rút này các bạn ạ. Ta sẽ rút rút nói chung cách này áp dụng cho tất cả mọi ROM nha các bạn nha. Mọi ROM custom luôn, chứ không riêng gì ROM custom và ROM stock. Không riêng gì là ROM custom, ROM nào cũng được hết các bạn nha, rút magic này này. ROM nào cũng được. Ok các bạn nha, cách làm này chung nhau các bạn nha, cho cái con Sony này. Nha các bạn. Và EZ3 thì chắc cũng có thể áp dụng tương tự như vậy nếu chúng ta dùng file TLP của EZ3. Nói chung là mình sẽ để cả ở dưới mô tả. Magic thì đầu tiên chúng ta sẽ đợi ok. Ok nha các bạn. Bạn đợi một chút nha, ok. Bây giờ này, đầu tiên cho lên máy tính nhá, thì đã phải có máy tính rồi. Cắm sạc như này, ok, cài driver nhá. Khoan đợi mình chút nha. Không biết, để đầu tiên các bạn sẽ lên Chrome. Các bạn tải cái Magic về. Bạn tải Magic về. Thì nó sẽ ra một cái file APK. Đây. Các bạn vào cái trang này nhé, cái trang thứ hai này, trang thứ một này là trang lừa đấy, không tin được đâu, chỉ có GitHub nó mới là thật thôi. Cái trang đấy là cái trang giả đấy, làm thế mà Google nó cũng cho được. Các bạn sẽ bấm vào cái phần này này, các bạn sẽ di chuột vào cái phần này, đây đấy, một này các bạn kéo xuống dưới, nó sẽ tải phiên bản mới nhất về, nó sẽ là file APK. Nó là file APK nhưng không có nghĩa nó chỉ là APK, nó có thể dùng là file zip được. Bây giờ mình sẽ copy về thư mục mà mình sử dụng để làm video của ngày hôm nay. Ok, 24.3 bây giờ là không còn hiệu lực nữa rồi. Ok. Đây nha. Bây giờ bạn sẽ đổi cái file tên đuôi này, APK này, thành .zip nha. Nếu các bạn không thấy cái .apk này, các bạn chỉ thấy Magic V25.20 đấy, thì các bạn sẽ phải vào phần property này. Phần không phải mình quên mất rồi. Ở chỗ nào nhỉ? View show này. Đấy, các bạn bật vào cái file name này là nó sẽ được này. Nó sẽ hiện này. Bây giờ sẽ bấm vào đây, các bạn sẽ đổi thành xóa .apk đây. Như này. Các bạn đổi thành .zip. Đây này các bạn, enter. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giải nén TLP ra. Cái này làm chung cho mọi do. Ok, chúng ta sẽ giải nén vào thư mục này. Cái này mình giải nén bình thường, không có gì cả. Ok, mình sẽ mở thư mục này. Bây giờ bạn sẽ vào chế độ Fastboot này. Ok. Đúng rồi. Hoặc đợi cho tắt hẳn nha, đợi khoảng 5 giây, khoảng 5 đến 10 giây cho tắt hẳn đi. Ok các bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ cắm sạc này. À, giữ tăng âm lượng vào cắm sạc này, tăng âm lượng này. Giữ tăng này vào cắm sạc. Hoặc chờ nha, chờ đèn này. Đôi khi sẽ nháy đấy, như nháy này. Hoặc cứ giữ cho đến khi nào nó sang đèn xanh thôi. Đấy, xanh xanh dương này mới đúng này. Xanh lá cây là không phải nha. Đấy, cũng phải xanh 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 dương như này mới là đúng rồi, không phải xanh lá cây nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ để mình sẽ để máy ở đây. Bây giờ bạn sẽ cài mở FullADB boot này lên, boot TLP này. Bạn sẽ phải cài driver nhé, driver mình cũng không hướng dẫn đấy, bây giờ nó cũng đơn giản rồi, mình đang second ADB installer là được. Ok, máy đang boot này. Đấy, bọn các bạn ấn enter nhá. Quả chờ lên thôi. Này, rút mọi ROM custom rồi và ROM stock để cho bọn nào cần rút thì các bạn hãy làm theo. ROM nào cũng được, ROM 11, 12, 13 làm được hết.
không có gì cả, tận chi Android 10, Android 10 cũng làm được các bạn nhé. Ok, đấy bữa nay bạn sẽ ở đây mình làm một cách chung cho nhiều ROM, thế nên một số ROM sẽ có cái khả năng mã hóa, cái tính năng mã hóa bộ nhớ và nó sẽ làm cho chúng ta không giải mã được. Thì nó sẽ ấn là install này. À không, không phải, ấn là advanced này. Chúng ta sẽ sử dụng là tính năng ADB để sideload để cho nó chung nhất các bạn nhé. Ấn install này, nhiều ROM ấy, khi vào đây các cái thư mục của nó sẽ bị lã mã hóa đấy, chúng ta không có gì cho làm cả. Ok, không copy vào được ấy. Bây giờ nó sẽ vào advanced này. Hoặc ấn là ADB sideload này. Đấy, cách làm chung nhất này. Ok. Họ sẽ kéo cái thanh này này. Nó cứ lấy nét đằng sau các bạn, nó rất là khó chịu luôn. Nó sẽ kéo này, đấy, các bạn kéo này. Ok, nó đang ghi start này. Thì bây giờ bạn phải cài driver ADB nhé, thì nó mới nhận được cái máy tính. Đây, mình sẽ lên màn hình cửa sổ máy tính này. Mình sẽ để điện thoại xuống dưới góc này. Bây giờ nha, các bạn sẽ ấn Shift này. Giữ nút Shift trên bàn phím nha. Nếu mà bị hỏng nút, à thôi các bạn sẽ bấm vào đây này. Mà cái, à, mình cái chuột mình đang gì ấy. Đấy ok. Bây giờ sẽ ấn chữ CMD nhá. Như này các bạn ấn Enter này. Ok, nó sẽ dở một cái cửa sổ CMD. Như này các bạn sẽ bấm vào ADB nhá. Đây, mặc dù chúng ta không cần ADB đấy, vẫn có ADB bình thường. Chúng ta sẽ ấn ADB CDA load này. Các bạn sẽ để cái file magic này này. Đâu nhỉ? Mình quên mất rồi. Các bạn sẽ copy cái file magic này. Magic hay về magic này, này. Vào thư mục là trp này. Ok, bạn dán vào này. Xong bạn sẽ copy. Copy tên của cái này, và ấn Ctrl A và Ctrl C. Và sẽ bạn quay lại tab Facebook này. Bây giờ ta sẽ có tab CMD này. Bạn sẽ ấn hoạt động chút để mình chỉnh lại máy quay đó. Rồi bạn sẽ nhập gắn Ctrl V nhé. Nó sẽ ra như này, nhưng mà nếu là Win 7 thì các bạn sẽ phải bấm chuột phải và ấn Paste. Còn nếu còn ở trên Windows 10 trở lên thì nó sẽ Ctrl V sẽ ra như này luôn. Bây giờ bạn sẽ Enter này. Ok, Enter. Rồi mình sẽ phóng nhỏ màn hình này và show tắt trên điện thoại. Ok, magic này các bạn nhé. Nó đang cài này các bạn. Cách làm chung này, cái này là chung cho nhiều ROM luôn, chứ không gọi là ROM chung cho tất cả các ROM ăn trên con này, trên con Sony này các bạn nhé. Ok nha, bây giờ các bạn sẽ bấm vào reboot thôi. Ok. Các bạn sẽ bấm reboot là sẽ có magic như bình thường. Hoạt động một chút nha. Ok, bây giờ sẽ bấm vào reboot thôi. Không có gì cả. Bây giờ sẽ bấm vào reboot này. Họ system chớ lên, không có gì cả các bạn nhé. Ok, chớ lên. Rồi, mình sẽ làm video sau cái video này nha các bạn nha. Do X-Droid. Đây, X-Droid. Đây, bây giờ chúng ta đã có Zoom Magic rồi. Nhưng mà nó không hiện Magic ở đây thì bạn lấy cả APK vào nhá, không có gì cả. Đấy, ok, bạn đã có Zoom Magic ở đây rồi. Còn để pass subnet các thứ thì bạn tự làm nha, đây mình không dẫn. Rồi, ok. Hết video nha các bạn nha. Hết video nha các bạn nha. Zoom Magic đây rồi các bạn nha. Ok.